Vâng, thưa quý vị, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra vào sáng nay trên tuyến quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Hai xe khách giường nằm chạy ngược chiều, tốc độ cao đã đâm trực diện vào nhau khiến 12 người thiệt mạng, 40 người bị thương. Đây được coi là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất trong 2 năm trở lại đây. Theo những người dân sinh sống gần nơi xảy ra tai nạn, khoảng 4 giờ sáng nay có một tiếng nổ lớn khi hai chiếc xe khách giường nằm đâm nhau trực diện. Cú đâm quá mạnh đã khiến lửa bùng lên dữ dội trên cả hai xe. Người dân chứng kiến vụ tai nạn nhưng cũng không thể tiếp cận hiện trường giúp người bị nạn. Hàng chục hành khách trên xe chen lấn tìm cách thoát thân. Có nhiều người đã ra khỏi xe nhưng vẫn không thoát chết bởi sức nóng lên đến cả ngàn độ C. Thì vừa bước vô nhà là ở đây nó đụng. Nó đụng rồi chú ngoái cái đầu ra đây thì một chiếc thì nó nằm ngang đó. Một chiếc xe khách nằm ngang lộ luôn. Còn một chiếc chạy thẳng vô đây nó nổ. Với một chiếc xe tải nó đụng ngang với chiếc xe khách. Là ba chiếc nó nổ bình dầu ở đây nó cháy. Rồi chiếc xe kia nó nổ sau. Là cháy tất tật hết. Thấy những cái người mà người ta tốt ra không được mà mình cũng không có cứu họ được, cái kiểu lửa nó quá to, họ ngồi vậy họ bật xuống họ chết á, chứ mình không có đường nào để mình giúp họ được. Việc xác định danh tính các nạn nhân thiệt mạng đang gặp rất nhiều khó khăn do thi thể không còn nguyên vẹn, đa số trường hợp phải chờ kết quả giám định ADN. Những người bị thương đang được cứu chữa tại bệnh viện huyện Hàm Thuận Nam và bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, có 2 ca nặng phải chuyển viện vào thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ người bị nạn. Trưa nay, đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng đã đến tỉnh Bình Thuận để kiểm tra hiện trường, thăm hỏi động viên người bị nạn, đồng thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Có thể nói rằng đây là thiệt hại rất đau lòng. Thế nhưng mà với cái sự cứu chữa cấp cứu kịp thời thì sẽ không còn thiệt hại về người nữa. Và chúng tôi đến thăm thì tôi khẳng định rằng cái điều kiện để cứu chữa cho các nạn nhân ở Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Bệnh viện Đa khoa Hàm Thuận Nam đã đáp ứng đủ điều kiện để có thể cứu chữa được. Theo điều tra ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa lớn, trên đường không có vết bánh xe chứng tỏ tài xế đã đạp phanh. Vị trí xảy ra tai nạn là đoạn đường cong, tốc độ giới hạn dưới 60 km/h. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Vâng, một vụ tai nạn thật là đau lòng. Và phóng viên Ái Linh của chúng tôi đã có mặt kịp thời tại hiện trường sẽ cho chúng ta biết thông tin về tình trạng sức khỏe của các nạn nhân vụ tai nạn xe khách thảm khốc này. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, nơi đang tiếp nhận phần đông các cái nạn nhân của vụ tai nạn xe khách xảy ra vào lúc 4 giờ sáng nay trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Đến thời điểm này thì sức khỏe các nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận tương đối ổn định. Như tại khoa ngoại thần kinh lồng ngực Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thì số nạn nhân được chuyển vào là rất nhiều, đến 23 người. Trong đó thì có một bệnh nhân đang chấn thương cột sống. Bệnh viện đang cố định cho bệnh nhân nghỉ ngơi và chờ về nhà. Còn 21 nạn nhân khác thì sức khỏe ổn định. Việc tiếp đón người nhà nạn nhân cũng đã được bệnh viện tổ chức một cách chu đáo. Được biết thì ngoài số nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận thì còn có 4 nạn nhân khác, mức độ bị thương thì cũng rất là nhẹ, chỉ là xây xát phần mềm và đang được chữa trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Hàm Thuận Nam.